Một số người sống xung quanh ngôi nhà ma này kể lại rằng mỗi khi màn đêm buông xuống thì lại nghe có thấy tiếng khóc ai oán nỉ non, tiếng đưa nồi kẽo kẹt. Nhiều người còn khẳng định thấp thoáng trong bóng tối thâm u, họ đã nhìn thấy bóng người mặc áo trắng lởn vởn. Những lời đồn thổi về hàng loạt hiện tượng kinh dị trong ngôi nhà hoang mà cứ thế lan ra. Chẳng biết thực hư như thế nào, nhưng ba đời chủ gần đây đều cố gắng bán tống bán tháo. Và đến nay thì nó gần như bị bỏ hoang vì không có người ở, luôn đóng kín cửa, bốn bức tường phủ đầy rong rêu. Tò mò về giai thoại rùng rợn xung quanh ngôi nhà, chúng tôi ngược hàng trăm cây số lên xã miền núi Dân Hạ để tìm hiểu. Câu chuyện đồn rằng, sau chiến tranh thống nhất đất nước, tại khu đất tọa lạc căn nhà ma xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình, từng xảy ra vụ tự tử của một phụ nữ người Mường. Theo những bậc cao niên xã Diên Hạ kể lại, những đời chủ sau của ngôi nhà, người nào khi mới dọn đến đây sinh sống thì cũng phải mời thầy cúng về để cúng trừ ma. Nhưng chẳng hiểu các thầy trấn yểm như thế nào mà vào những ngày mưa gió, người dân đi qua đây lại thấy rùng mình ớn lạnh bởi tiếng lạ phát ra trong căn nhà. Còn những người chủ qua một thời gian đều tìm cách sang nhượng và cuối cùng bỏ của chạy lấy người. Từ khi lớn lên, tôi biết ngôi nhà này đã qua ba đời chủ nhưng chẳng có ai sống được ở đó lâu. Người lâu thì được một vài năm, còn người ít thì dăm ba tháng đã vội treo biển bán nhà. Hỏi lý do thì họ nhất quyết không nói, chỉ lẳng lặng thu xếp đồ đạc mà ra đi. Nhưng thực sự thì chẳng cần họ nói, chúng tôi cũng biết chủ nhà phải tháo chạy vì căn nhà đó có ma. Bà Bùi Thị Sinh, người sống ở gần ngôi nhà ma kể rằng, sinh ra và lớn lên tại địa phương này, bà Sinh nói bà biết chính xác người chủ đầu tiên của ngôi nhà chính là một gia đình dòng dõi quan lang Mường độc ác trước đây. Tuy thế, hậu duệ của họ có một người con trai tên là Phong, tính nét lại hiền hòa và lương thiện. Đến tuổi bẻ gãy sừng trâu, Phong lọt vào mắt xanh của rất nhiều gái bản, nhưng anh chỉ đem lòng yêu thương một cô gái Mường xinh đẹp tên là Bang. Khổ nỗi, tình yêu của họ lại bị gia đình phản đối kịch liệt. Song bất chấp tất cả những rào cản, vì đã quá yêu nhau, chị Bang vẫn quyết định khăn gói về làm dâu trong gia đình dòng dõi quan lang. Năm 1978, tức là một năm sau ngày cưới, anh Phong nhập ngũ khi vợ vừa sinh đứa con trai đầu lòng. Bi kịch gia đình bắt đầu xảy ra từ đây. Vốn không ưa con dâu ngay từ đầu, những người trong gia đình bắt đầu đối xử tệ bạc với chị Bang. Từ sáng đến tối mịt, chị bị ép phải làm những công việc nặng nhọc. Gia đình chồng cũng tìm cách chia lìa, cấm không cho chị gặp mặt cha đứa con bé bỏng. Chị Bang gắng nhẫn nhịn chờ ngày chồng trở về. Nhưng tháng 7 sau ngày anh nhập ngũ, những hy vọng cuối cùng của chị cũng bị tắt liệm khi nhận được giấy báo tử gửi về từ chiến trường. Một tháng sau ngày nhận được tin chồng, đứa con trai bé bỏng cũng đột ngột rời bỏ chị về bên kia thế giới. Từ đó, chị sống lầm lũi như một thây ma vật vờ trong gia đình chồng. Vào một đêm mưa to gió lớn, chị Bang đã treo cổ tự tử ngay tại gian chính của ngôi nhà này. Sau cái chết tức tưởi của chị Bang, những người trong gia đình dòng dõi quan lang đã bắt đầu thấy có những hiện tượng lạ. Hàng đêm, họ thường thấy hình ảnh của người con dâu của mình treo cổ lủng lẳng giữa nhà, rồi những tiếng khóc ai oán, tiếng nôi đu đưa kẽo kẹt. Đặc biệt trong những đêm mưa gió rét, họ đã nhìn thấy cả bóng người mặc quần áo trắng đi lại trong nhà, trên tay bế một đứa trẻ con vừa ru vừa đi. Nghe đâu, sau đó gia đình này đã mời rất nhiều các thầy cúng thầy mo về để giải trừ tà ma. Nhưng lần nào cũng vậy, các thầy đến rồi lẳng lặng ra đi. Sau đó, nghe một thầy Pháp dọa,
oan hồn của chị Ban sẽ về bắt hết những người con người cháu trong gia đình đi theo, nên cả gia đình đó sợ hãi mà chuyển đi. Bà xin nhớ lại. Sau đó không lâu, vì quá hoảng sợ và lo lắng, gia đình dòng dõi Quan Lang đã nhượng lại ngôi nhà cho một người tên Hoàng với giá rất rẻ. Nhưng vừa dọn về sống được một thời gian, gia đình ông Hoàng đã vội vàng nhượng lại cho vợ chồng ông bà Hương và Tuấn. Ngày chuyển đi, bà Thủy vợ ông Hoàng còn kể với hàng xóm nỗi sợ khi đêm đêm bị đánh thức bởi những tiếng động lạ. Nhiều lần giật mình thức giấc, bà lại đứng tim vì thấy bóng người đứng giữa nhà, trên tay bế đứa trẻ nhìn mình chăm chăm. Trước những câu chuyện ma mị đó, khi chuyển đồ về ở, ông Tuấn đã quyết định gọi thầy về cúng, xin phép thần linh phá bỏ ngôi nhà cũ. Rồi từ nền đất đó, ông Tuấn mới xây lên dãy nhà 2 tầng. Ông Hùng sống cạnh ngôi nhà ma ám này cho biết, cũng lạ lắm, ông Tuấn xây xong dãy nhà 2 tầng sát căn nhà cũ thì không có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi ông ta tiếp tục cho xây một căn nhà mới ngay trên nền của ngôi nhà ma cũ thì hàng loạt hiện tượng lạ lại xuất hiện. Theo tôi được biết, ngôi nhà mới xây gần xong thì nhà ông Tuấn cũng gặp chuyện chẳng lành. Đứa con trai vừa 7 tháng tuổi xinh xắn bụ bẩm của ông bỗng nhiên bị đột tử. Không những thế, đêm nào vợ ông Tuấn cũng nghe thấy tiếng con trai khóc gọi mẹ khiến bà ấy bị trầm cảm nặng. Thấy vợ bệnh tình ngày một trầm trọng, ông Tuấn đành dừng thi công và treo biển bán nhà. Ngôi nhà xây dở dang cho đến tận bây giờ vẫn chưa được hoàn thiện. Nhà ấy rao bán nhưng nhiều năm rồi có người mua đâu. Nhiều người đến hỏi khi biết chuyện đều một đi không trở lại. Anh Hùng tâm sự. Bị bỏ hoang nhiều năm, ngôi nhà ma ám càng trở nên bí hiểm sau những câu chuyện đồn thổi của người dân trong vùng. Đến nỗi vào ban đêm, đặc biệt là những ngày mưa gió, nhiều người dân địa phương yếu bóng vía không dám đi qua ngôi nhà này. Thấy chúng tôi không tin vào những chuyện ma quỷ, bà xin nói, các chú không tin thì cứ ở lại đây đêm nay. Đêm khuya chỉ cần đi qua đó thôi, các chú quan sát kỹ sẽ nhìn thấy bóng người đi lại. Còn những tiếng khóc ai oán nỉ non hay là những tiếng nôi kẹo kẹt thì phải hôm nào có mưa mới xuất hiện. Nói rồi, bà nhún nhẹ vai tỏ vẻ sợ hãi, để chứng minh những câu chuyện đồn thổi là sản phẩm của trí tưởng tượng. Trời vừa sụp tối, chúng tôi quyết đột nhập vào căn nhà ma ám. Lọt thỏm trong một khu vườn cây rậm rạp, con đường dẫn vào ngôi nhà cỏ mọc um tùm cao lúc đầu người. Đã từ lâu không có bàn tay con người chăm sóc, những bụi cỏ lùm cây thu hút ếch nhái côn trùng đến sinh sống. Giữa màn đêm đen thẫm, tiếng ếch gọi bạn, tiếng dế kêu, thi thoảng cất lên cũng đủ khiến những người yếu bóng vía lạnh sống lưng. Đi sâu vào bên trong, chúng tôi thấy những mảng tường, những cột bê tông xây dựng dở dang bị bỏ lại. Trải qua mưa nắng thời gian, tất cả đều đã bị phủ lớp rêu mốc ẩm thấp. Phía trước căn nhà 2 tầng đã hoàn thiện, cánh cổng bị khóa đều rõ 2 chữ bán nhà mà theo người dân đã được viết từ rất lâu. Nắng lại trên khu đất ma ám hàng giờ đồng hồ, đi vòng vèo quan sát mọi ngóc ngách. Chúng tôi chẳng thấy có một tiếng khóc trẻ con hay là bóng hình người phụ nữ hay những hiện tượng kỳ lạ như người dân địa phương đồn đoán. Nói về chuyện đồn thổi xung quanh ngôi nhà, bà Bùi Thị Thình, trưởng thôn 3 xã Dân Hà, huyện Kỳ Sơn cũng thừa nhận đã được biết đến từ lâu. Tuy nhiên, bà Thình khẳng định rằng dân quanh đây ai cũng nói rằng ngôi nhà bị ma ám. Nhưng tôi thì chẳng bao giờ tin rằng có ma quỷ ở đấy. Chuyện người dân nghe hay nhìn thấy những hiện tượng lạ hẳn là do tâm thức luôn nghĩ về sự tích nàng dâu nhà dòng dõi Quan Lang hoặc là thần hồn nát thần tính mà ra. Tôi cũng mong các nhà khoa học sớm về đây khảo cứu và có câu trả lời chính xác nhất để chấm dứt những lời đồn đại. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share, nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!